Dòng cứ xong rồi mình về chỗ cũ rồi. Vậy đứa bông ở đâu mà tìm bây giờ? Ba đứa đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Dạ tụi con đi tìm gấu bông. Dạ đúng rồi đó bác, nhưng mà tụi con đi dòng cứ xong trở về chỗ cũ. Có phải con tìm chú gấu này không? Đúng rồi mẹ, chính là nó, gấu bông yêu thích của con. Ủa sao con gấu bông lại nằm trên tay bác? Không lẽ đúng vậy, chính bác là người đã vẽ những tấm bảng hướng dẫn. Sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ muốn các con sẽ có một cuộc hành trình, để qua đó các con học được những bài học bổ ích. Con chưa hiểu ý bác. Không phải các con đã biết hợp sức nhau để vượt qua khó khăn, biết giúp đỡ nhau khi hoạn nạn sao? Con đã hiểu rồi. Đây là phần thưởng của ba đứa. Con cảm ơn bác. Bây giờ Đốm có thể tặng chú gấu bông cũ này rồi đó. Dạ thôi mẹ ơi, con sẽ quyên góp chú gấu bông mới cho các em. Con sẽ giữ chú gấu bông cũ này. Con cũng vậy đó bác. Ba đứa ngoan lắm, biết yêu thương và san sẻ cho mọi người là điều rất tốt. Mẹ rất là vui.